Tại thành phố Cần Thơ, tuyến xe buýt ngã ba Lộ Tẻ đi thị trấn Cờ Đỏ tiếp tục tạm dừng hoạt động để phục vụ sửa chữa nâng cấp cầu trên đường tỉnh 921. Theo đó, tuyến xe buýt này sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 9 tháng 11 đến hết ngày 8 tháng 12. Tuyến xe buýt số 7 có lộ trình ngã ba Lộ Tẻ, quốc lộ 91, Thốt Nốt, đường tỉnh 921, đường Hà Quy Giáp, thị trấn Cờ Đỏ và ngược lại, với cự ly 36 km. Thời gian hoạt động từ 6 giờ đến 17 giờ hàng ngày, tần suất 40 phút một chuyến. Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Bus Line là đơn vị khai thác tuyến. Trước đó, tuyến xe buýt này đã được Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị tạm dừng hoạt động kể từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11.